Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi dạo một đoạn đường Nguyễn Thị Định nha. Để có thể thấy được rằng là cái tốc độ phát triển và gọi là đô thị hóa của con đường này. Đấy. Thì trước ở khu vực này rất là vắng nha. Đấy, không ai ở. Thì nói trước nhưng mà chắc đây cũng khoảng 8 đến 10 năm nha mọi người. Hoặc lâu hơn một tí nữa, đúng rồi. Không ai ở, khá là vắng lạnh. Tuy nhiên thì bây giờ trên mặt đường Nguyễn Thị Định này nó dao động khoảng từ 80 đến 120 triệu trên mét vuông. Hoặc có thể cao hơn một tí ở những số vị trí kinh doanh tốt. Mặt đường phía trong thì cũng có rất là nhiều người đã rao bán với mức giá là 100 triệu trên mét rồi. Giá trị của một mảnh đất ở nơi đây bây giờ trở nên rất là đắt đỏ. Dành cho các thế hệ trẻ mà không có gốc gác để mà mơ ước một mảnh đất ở thành phố Quy Nhơn này. Nhìn hai bên đường thì mọi người cũng thấy rằng là bây giờ ở đây các cái cửa hàng mở ra khá là nhiều. Đặc biệt trên đường này thì có quán nhậu, quán cà phê và khách sạn. Đấy là ba cái hình thức kinh doanh chính hiện tại ở trên con đường này. Thì từ cái đoạn xuất phát của chúng ta thì ở ngay phía sau lưng trường đại học Quy Nhơn, giáp đường Tô Hiến Thành và đang di chuyển lên này thì Nguyễn Thị Định sẽ cắt các con đường là Lý Thái Tổ và con đường Nguyễn Trung Tiến, Trương Dương. Và ngay trước chúng ta đây là trụ điện xanh đèn đỏ của Nguyễn Trung Tín này để đi vào FLC đó. Mình chúng ta tiếp tục đi để bên tay trái thì chúng ta sẽ vào các cái dự án của FLC và Melody. Vâng. Các cửa hàng ăn uống thì khá là nhiều rồi. Đây có một khách sạn khá lớn, Amor. Tuy nhiên nói về độ phát triển thì Nguyễn Thị Định nó cũng có một sự phân hóa nha mọi người. Đó là từ cái đoạn khi mà chúng ta vượt qua cái đường, con đường Trương Dương này để lên tới đường Tây Sơn thì nó giảm đi, dịch vụ nó bắt đầu giảm đi nhiều rồi. Tuy nhiên thì cũng theo cái tốc độ phát triển của Quy Nhơn hiện tại thì chắc cũng sẽ nhanh thôi. Những khu vực này nó sẽ chuyển mình để mà phát triển hơn. Và đây là con đường Trương Dương này, đúc giao với lại giữa Nguyễn Thị Định và Trương Dương. Nếu mà đi tiếp tục bên tay phải và Trương Dương thì chúng ta sẽ ra được bến xe. Trên này một phần chậm phát triển là bởi vì có một mảnh đất khá lớn của công ty Tổng Phú Tài để chuyển thành cái dịch vụ cửa hàng rồi, nên là các cái cửa hàng nhỏ khá ít phát triển hơn. Và đây thì nếu bây giờ chúng ta vượt qua cái nút giao giữa Nguyễn Thị Định và Tây Sơn thì ta sẽ đến với con đường Võ Liệu lên đến bến xe đường Tây Sơn nha mọi người. Và chạy tiếp thì sẽ đến là quốc lộ 1D. Thời tiết Quy Nhơn hiện tại thì không nắng lắm, vẫn nóng nha, nhưng mà nó có nét buồn mang mát của mùa thu rồi. Đó là riêng hôm nay thôi. Và hôm nay vẫn là ngày 15 tháng 7 âm lịch nha mọi người. Đây, một ngày rất là ý nghĩa đối với người Việt chúng ta. Các bạn đã gọi điện cho ba mẹ mình chưa ạ? Vâng. Đây. Và hiện tại thì xin phép dừng video ở đây nhé. Bởi vì mục đích của video này là chúng ta sẽ đi ngắm lại cái con đường Nguyễn Thị Định mình. Là bây giờ nó đã kết thúc rồi. Thì xin phép dừng lại. Và tiếp tục cái video phía sau của Thi thì sẽ là
ta đi cập nhật về cái dự án của Hưng Thịnh, đó là dự án nhà phố Richmond nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video sau.